Đây là cái kho chơi game offline ở trên cái chiếc điện thoại iPhone của mình và hoàn toàn là không tốn một chút dung lượng nào của chiếc điện thoại iPhone của mình nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là cài kho game về trên cái chiếc điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé Ở đây mình đang nói là cái game offline Cái cách này thì thường sẽ áp dụng với cả những gia đình có em nhỏ chẳng hạn khi mà cái chiếc điện thoại iPhone của các bạn dung lượng nó rất chỉ là thấp ví dụ như nó chỉ có 32GB hoặc là 64GB mà tải rất nhiều game về điện thoại thì dẫn đến cái điện thoại của chúng ta sẽ bị đầy bộ nhớ nhé mọi người nhé và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là cài kho game đó và chúng ta chơi trực tiếp ở trên trang web để đỡ tốn cái dung lượng điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé thì đầu tiên ở trên chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng là Safari cho mình nhé ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái từ khóa là phím tắt nhé rồi mình sẽ ấn vào đi này các bạn sẽ truy cập vào cái trang web là phím tắt.vn ở ngay đầu tiên cho mình nhé. Ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm của cái trang phím tắt.vn thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là game thôi. Rồi đấy các bạn sẽ kéo xuống này. À, các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là kho mini game nhé. Ở đây mình sẽ tắt quảng cáo đi nhé mọi người nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống cho mình. À, các bạn lưu ý cho mình là cái điện thoại của các bạn cần phải chạy hệ điều hành iOS 15 trở lên nhé. Mình sẽ kéo xuống rồi nó sẽ có phần là nhận phím tắt thì các bạn sẽ kích vào phần là nhận phím tắt nhé rồi, chúng ta sẽ chờ cái kết quả kiểm tra cái hệ điều hành iOS của các bạn nhé rồi, sau đó thì cái phím tắt hiện lên sẵn sàng thì chúng ta sẽ kích vào nhé mọi người nhé ở đây thì mình sẽ chọn vào phần là thêm phím tắt này lúc này cái kho mini game nó đã ở trong cái phần là phím tắt của chúng ta rồi và mỗi một lần chơi game thì các bạn phải truy cập vào phím tắt thì uh, mình sẽ kích vào cái phần là ba chấm nhé rồi lúc này các bạn sẽ chọn vào phần là ô vuông này Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là thêm vào màn hình chính để chúng ta thuận tiện mỗi một lần sử dụng nhé. Lúc này các bạn có thể là đặt lại tên hoặc là đổi cái biểu tượng ở đây thì mình sẽ để nguyên, mình sẽ kích vào phần thêm này. Rồi mình sẽ ấn vào phần là xong nhé. Rồi bây mình sẽ thoát ra bên ngoài. Đó thì lập tức là cái kho mini game nó đã có ở trên điện thoại của mình rồi và mình sẽ kích vào nhé. Lần đầu tiên thì mình sẽ kích vào phần là cho phép nhé. Rồi mình ấn vào cho phép tiếp này nó chỉ hỏi lần đầu tiên nhé và lần sau các bạn hoàn toàn có thể là truy cập vào để sử dụng bình thường rồi mình sẽ kích vào phần là mini game này đó nó sẽ tự động đến cái trang web như này để chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái game offline ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là chơi trực tiếp ở trên web nhé ở đây thì mình sẽ thử chơi một cái tựa game này đó chúng ta đợi loát xong đó mình sẽ kích vào cái màn hình này đó thì lúc này Chúng ta hoàn toàn có thể là chơi được rồi nhé mọi người nhé. Và chúng ta không cần tải những cái tựa game này về ở trên cái chiếc điện thoại của chúng ta để cho tốn dung lượng nhé mọi người nhé. Rồi ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là chơi game ở trên cái chiếc điện thoại iPhone của chúng ta hoặc là tải game ở trên chiếc điện thoại iPhone mà chúng ta không tốn dung lượng nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video mình chia sẻ thấy hay và ích trong video này đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.